Hello mọi người nhá. Mình đang đứng ở gần đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột nhá. Tầm này là tầm 5 giờ chiều. Các công nhân rồi các cán bộ gọi là những làm việc công nhân nhà nước, nhân viên nhà nước ta đang đi làm về. Nên là xe cộ rất là đông. Mình zoom lại cho mọi người xem nhá. Rất là đông. Gần như kiểu tắc đường. Cảnh tầm 5 giờ chiều là đông đúc lắm mọi người nhé. Mình đang đứng ở chỗ bia tít. Đang quay cảnh hiện tại, mình đang gom lại gần hàng cây này mọi người. Đấy, và bây giờ mình trả lại zoom cho mọi người nhé. Mình đang đứng ở ngay khu vực chỗ này là cái chỗ bãi đất trống cho mọi người nhé. Đây này, cỏ này mọi người, bãi đất trống của những người như kiểu công trình nhà nước người ta chưa làm ấy, người ta bỏ cỏ. Chỗ này mà thả bò là ngon lắm này mọi người này, quả tốt mừng món như này, thả bò thì những người mau lớn lắm này. Đây, quả tốt thế này mà có bò, đàn bò thả vào đây thì hết ý rồi. Cái cây gì ở cái cây hoa sữa mọi người, cây hoa sữa to cổ thụ, mình quay do lại gần cho mọi người xem. Đấy, tán ơi, tán cao ngất ngưởng. Cái hoa sữa này là hoa sữa cổ thụ mọi người ạ, to lắm. Tại mình quay còn giờ mới tới hết chóp nó kìa. Cảnh rất là đẹp mọi người ạ. Nó mà không có bãi đất trống thì còn đẹp nữa. Nhưng mà cái bãi đất trống này cũng cũng đẹp. Đây, mình đang đứng ở chỗ nào đây? Đang đứng ở Misa. Misa. Gom lại cho mọi người, gần cho mọi người xem nhá. Misa, Misa gì? Đi tiếp thì mọi người, mình gom lại cho mọi người xem. Đó, tiếp mình đang cảm xe buýt đang đón học sinh rồi mọi người nhé. Mình đứng cách xa tầm khoảng xa hơn 100 mét mọi người, nên là nó không rõ lắm. Đoàn người tấp nập đang đi, người thì đi làm công việc buổi tối, người thì đi làm về, nên là mình đang đứng ở tại coi như là thành phố Buôn Ma Thuột. Chỗ này là chỗ Bi Tít, mình chỉ biết là Bi Tít thôi. Quán xá đông đúc, đường xe cộ cũng đông đúc các mọi người nhá. Mình đứng ở tầm khoảng 5 giờ chiều. Cảnh này, cây cái hàng cây này mọi người quay mọi người xem. Cái cây này gần như nói dạng như cái cây dồi ấy mọi người. À, cái sao mọi người, cây gỗ sao, hàng cây gỗ sao mọi người nhá. Tiếc quá, nhìn thấy lắm cỏ mà tiếc mọi người ạ. Cỏ tốt 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 thế này mà lại không có bò thả chết không như vậy. Ở đây xung quanh đây mà ai mà có mua nó một cặp hai cặp bò mang này thả thì tốt mọi người nhỉ. Thế thôi, mình hẹn gặp mọi người vào clip sau nhá.